Tại sao thời điểm này có nhiều lô đất giá rất là rẻ luôn, đến giờ là vẫn không nhiều nhà đầu tư quan tâm? Thì như lô đất này đây, phía sau tay em nè, thì chỉ có 150 triệu cho đến 200 triệu một lô thôi, để đất vườn, hiện tại là đến đất đến đồng dừa. Thì cả nhà cùng em trực tìm hiểu xem nha, tại sao đến giờ là những lô đất như thế này giá vẫn còn. Đây nha cả nhà, trước mặt em chính là toàn bộ cái chín lô đất. Thì chín lô đất này nằm tọa lạc ở cái vị trí là thuộc xã Ninh Tây, thuộc thị xã Ninh Hòa. Thì hiện tại là trên đất đang trồng dừa để giữ đất. Thì ở đây nhà đầu tư họ để chia làm tất cả là 9 lô và để làm ranh giới cột mốc rõ ràng. Và ngang của mỗi lô thấp nhất là từ 10 cho đến là 16 mét chiều ngang mỗi lô, và dài từ 80 cho đến 50. Thì ở cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy là rất là rõ toàn bộ 9 lô đất. Thì ở trong đó thì có 4 lô đầu để giao dịch rồi, trừ lô thứ 9 ra. Lô thứ 9 là ở đầu tiên. Còn lại là 8, 7, 6, 5. Lô số 5 là đang lóc. Còn lại từ là số 4 đến số 1 là vẫn còn. Riêng lô số 1 là dài nhất ở đoạn ngay góc giờ quý anh chị. Và sau khi em tìm hiểu thì lô đất mình á, nhất là cách xe khu dân cư là 750 mét này. Cách đường quốc lộ 27 á, dạ em xin lỗi, cách đường quốc lộ 26 á, thì tuyến đường quốc lộ 26 thì nó kết nối tới thành phố Buôn Ma Thuột luôn. Thì cách đó tới là 14 cây, khá là xe. Và đi xuống tới thị xã Ninh Hòa là 25 cây, xe thật. Và đặc biệt ở đây ấy, ủa anh chị thấy không, cái nắng rất là rát và gắt luôn, gắt hơn cả cái nắng ở Khánh Vĩnh và Diên Khánh luôn. Những yếu tố này á, thì nếu mà chúng ta đi xe máy như em nè, xe máy nè, tới chịu không nổi đâu, nó rát lắm. Và đưa ô tô vào, nếu mình đi từ thành phố Nha Trang mà mình đi tới đó tận đất á, đi ô tô đi cái đường quốc lộ 26 tới thì sẽ đi lên cho vào đây. Thì quý anh chị nào mà cần những lô này á, thì em trực sẽ gửi cái vị trí thông tin qua cho quý anh chị xem. Thì trong cái tầm giá này 150 triệu mà sở hữu cho cái diện tích từ 500 mét cho đến 1.000 mét, hiện tại như em đánh giá nó còn rẻ, nhưng bù lại nó hơi xa trung tâm, và đặc biệt cái không khí cái nắng của nó hơi gắt đấy. Cái đường đá cấp phối rộng là 3,5 m, ô tô mình đi được nha. Thì như ông bà ta nói thôi, tiền nào của nấy thôi, được thì chúng ta mua để dành hết đợt sống, thì còn thì mình bán, còn không mình thì đó, mình làm vườn. Nhưng mà làm vườn thì mình phải có người chăm sóc. Ở đây khá là yên tĩnh nha. Thì cái khu này á, cái xã Ninh Tây này á, thì lúc em đi vào á, thì khu dân cư nó cũng khá là ít, nó chỉ có một đoạn dân cư nhỏ thôi. Thì lát nữa em sẽ chạy từ cái vị trí đó đất mình nè, đi tới đoạn dân cư đó và đi ra tới đường quốc lộ 26 luôn, cho quý anh chị cho mình xem nha. Hiện tại thì tất cả 9 lô đất này đang là bản trích lục từng lô. Thì theo như chủ đầu tư họ có đưa ra là đặt cọc 50 triệu, sau khoảng từ hơn 20 ngày thì ra làm hợp đồng mua bán công chứng. Vậy đấy, đó cái thông tin đó em sẽ up lên trên video toàn bộ cho quý anh chị mình tham khảo luôn nha. Thì trước khi ra về, em Trực sẽ đo cái khoảng cách từ vị trí lô đất của mình tới khu dân cư nè, tới đường quốc lộ 26 và tới thị xã Ninh Hòa cũng như về thành phố Nha Trang, cho quý anh chị nhà mình tham khảo trực tiếp trên Google Maps luôn nha. Và em Trực sẽ chạy cái đoạn đường như hồi nãy từ vị trí lô đất của mình đó, đi tới quốc lộ 26, cho quý anh chị nhà mình tham khảo luôn. Và đây quý anh chị, cái dấu màu xanh chính là cái vị trí của chúng ta. Và cái tên đường là khu 1 vận hành 1, chính là cái tên đường nha quý anh chị. Đó, thì em có hỏi thì cái bác hồi nãy nói, có nói em như thế.
Thì bây giờ em sẽ đo khoảng cách nè. Như quý chị thấy nè, một màu xanh cà phê lẫn cái màu trắng là đất đó là chưa được trồng cây đó, nên vậy phải đo nè. Cái khu đó, đó khu dân cư mà đông đông thế này á, đây em kết vào nè, là 900 m nè, cái khu dân cư là 900 m. Ở đây có nhà máy thủy điện EE Krông Ru, bấm vào nè, à 4 cây số. Đấy, bây giờ em sẽ cách đây tới là quốc lộ 26 nè. À, cái 7,2 cây số à, hồi nãy em nói nhầm, 7,2 cây số. Bây giờ em sẽ đo về cái thị xã Ninh Hòa đây. Ninh Hòa nè là 25 cây số. Giờ em sẽ đo về thành phố Nha Trang mình nha. Hơi sai là 57 cây số. Khé xe 1 giờ 15 phút. Xe ô tô là 15 phút, xe máy là 1 giờ 13 phút. Cái là xe. À, sẵn đây em trực cá chích quy hoạch. À, quý chị nào mà có nhu cầu cần kiểm tra quy hoạch thì liên hệ em trực. Số điện thoại em là 0843216679. Hẹn gặp lại quý chị ở video.